dự định là sẽ làm một cái chuỗi series này trong vòng một tuần hoặc là nhiều hơn, thì cứ mong là sẽ nhận được sự ủng hộ của tất cả các anh em bạn bè ở xa. Thì một tuần rồi mình đã không đi làm trong công ty nữa, thì trong một tuần qua mình có rất là nhiều thời gian dành cho YouTube, nhưng mà mình work as kế hoạch đàng hoàng. Chẳng hạn như là một ngày á, mình thức dậy từ lúc 6 giờ sáng và mình sẽ xem video của tất cả các bạn trong vòng 4 tiếng hoặc là 5 tiếng đồng hồ cho đến 11 hoặc là 12 giờ. Sau đó thì mình sẽ dành cái khoảng thời gian rảnh rỗi á, để mình nghe video của các bạn theo cái sở thích của mình. Và thỉnh thoảng mình muốn nghe những cái video vlog đời thường của chị Huyên nè, của bạn Thuận nè, của bạn Phí nè, vân vân. Các anh chị cũng đã support mình rất nhiều mà mình cũng không có thể nào mà đứng liệt kê ra, nhưng mà xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm đến mình. Còn bây giờ mình sẽ tưới cây. Thì khu vườn này á là mình có được á, là do em trai BB. Thì em trai BB đã dời qua nhà mới, dừa cái phòng của em trai cho cái bạn nữ từ Malaysia mới sang. Thì tất cả những cái cây ở đây á là BB nhường lại cho vợ chồng của mình hết, rất là đẹp luôn. Có cái cây chanh kia là của mình, cái cây cà ri này là của một chú kế toán cũ cho mình, cây bầu này với lại dây củ qua là của mình, mấy cái nha đai là của BB, cây bắt tài của BB, mấy cái xương đầu nhỏ là của BB hết đó. Bây giờ mình sẽ tưới cây đây. Nhưng mà đâu phải bị lưu vong là họ sống một cái đời sống cực khổ cơ hàn đâu. Tại vì á là đa số những cái vậy như là những cái công ty, những cái phần đất đai hiện tại rất là lớn ở Thái Lan á là thuộc về quyền sở hữu và quyền sáng lập của gia đình ông Thạc Xỉn. Thời gian qua thì có một lần á mình nghe một người bạn của chồng mình á là họ có dịp đi sang Nga để làm công việc á, thì tại Nga họ đã gặp gia đình của ông Thạc Xỉn, rất là giàu có luôn, coi như là một bước lên xe và xuống xe, xe siêu xe, có một dàn đông những người vệ sĩ, những người phụ tá, người Nga cao lớn đi theo hộ tống cho họ. Là các bạn biết là thế lực của người ta rất là mạnh, và hiện tại á, tuy là mang danh nghĩa là cuộc sống lưu vong, nhưng mà người ta chỉ chờ cái cơ hội, cái thời cơ thích hợp để quay lại chính trường để mà điều hành đất nước. Thì số đông thôi, thì mình cũng mong là cái lòng mong mỏi của người dân, của đa số người dân sẽ thành sự thật. Tại vì có một điều mà khi mà chính trị nó có những cái biến đổi mà ảnh hưởng cho tới người dân, các bạn biết đó là cái gì không? Đó là giá cổ phiếu. Thì chỉ trong vòng một tuần thôi thì cái giá cổ phiếu mà của chồng mình đang mua là nó giảm, không phải gọi là giảm một cách thảm hại, nhưng mà phải gọi là đang ở cái đà đi xuống. Nhưng mà mình tin là không có người giám đốc,
không có một cái người chủ cả nào mà người ta lại muốn cái cổ phiếu nó đi xuống như vậy cả, coi như là chỉ ảnh hưởng cái thời chuyện chính trị, nó chỉ ảnh hưởng để cho cái nhiệt độ điều chỉnh cổ phiếu thôi. Tự nhiên nói nhiều quá, nhưng mà đây là một cái vấn đề mình đang quan tâm, thì mình cũng chỉ muốn chia sẻ cho tất cả các anh chị, những người nào mà cũng đang quan tâm tới Thư á, chia sẻ cho mọi người biết. Thì mình cứ chay tiếp nha, để cho nước nó được tiếp cho đi cho nó cùng. Thôi, mình cũng đã có chút xíu tâm sự và cứ chay cũng đã xong rồi. Bây giờ mình sẽ vô mình post cái video này lên, mong là sẽ nhận được sự hỗ trợ, những cái sự giúp đỡ của tất cả anh chị em và bạn bè. Bye bye.